Clip này để cùng chia sẻ với tất cả các bạn nha, các cô chú anh chị nha. Hôm nay gia đình mình làm món ốc bu hấp xả. Rồi con đẩy lại đi. Này mình đẩy lại chừng 1 phút xong rồi sôi mình tắt lửa nha. Cả nhà là ok rồi. 1 phút hả? Wow. Phần ốc bu hấp xả của mình đã hoàn thành rồi, rất là ngon luôn. Đây. Hai con ăn đi. Mời cả nhà nha. Con ăn ốc với lại gia đình mình nha. Đây ốc bu hấp xả. Cái này 1 kg chỉ với giá 80.000 ký thôi nha cả nhà. Rất là ngon. Ốc bu cũng giá ngang ngửa lại ốc lát nha cả nhà. Chẳng khác gì ốc lát, nhìn giống ốc lát vậy á. Ốc lát thì nó có cái đuôi nó dài hơn, còn cái phần đuôi đó nha cả nhà. Ốc bu thì nó ngắn hơn. Mình nhìn vô là biết liền, nhìn kỹ cả nhà. Nếu mà nhìn sơ qua là không có phân biệt ra là cái nào ốc bu, nào ốc lát nha. Rồi hai đứa ăn đi con. Bấy cái tầm. Ok. Rồi ba mời hai đứa ăn nha. Nhìn quá ngon, thơm quá cả nhà ơi. Này. Chén nước mắm đâu? Chén chấm đâu rồi? Đây bên cạnh là có chén muối ớt nha cả nhà. Để sao chén nhiều chấm được. Đây là cái chén xếp chiếc của mình đó. Ốc bu hấp xả chấm muối ớt. Đã ngủ chút rồi. Nóng quá hả con? Nào ngon chết cho ba con nữa rồi. Ngon hết rồi. Chết cho ba con nữa rồi, ngon không? Alo. Nóng quá nó chết nổi. Con gái lẻ cho mình nè. Quá tuyệt vời đây. Bây giờ mình sẽ thử nha. Mời các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Nó mùi xả rất là thơm.
Đây xả quá trời luôn nè, mình hấp dùng xả nhiều càng thơm nha cả nhà. Cục đen này dùng ra. Đấy. Hấp bù các bạn, thì mình mua sẽ mua mấy con vừa vừa như thế này thôi, đừng có mua mấy con to quá. To quá thì cái đùi nó có trứng á. Cái này là vừa ăn rồi. Chứ không phải là to là nó ngon nó tốt đâu nha cả nhà. Mấy con chung chung này nè, nó ăn không có trứng nha. Còn mấy con to ăn sau đùi nó có trứng. Giống như mấy con ốc con nè. Mình cởi con này nè cả nhà, mình cảm thấy là nó to quá rồi á. Đấy. Cái con này là vừa nè. Cởi như thế này nè là vừa. Không phải là to là ngon nha cả nhà. Ngon quá cả nhà ơi. Mũi mà cháy mày cầm đâu nóng không? Quá không ra được, ra đầu chín quá hay gì. Chín quá rồi. Ngon không? Ốc này á cả nhà hấp á, chừng sôi á, chừng 1 phút nha cả nhà. À, mình sau đó mình tắt lửa để đắp lại. Để ốc có nó thấm được cái mùi xả. Chừng 5 phút đồng hồ thì thấm được mùi xả ăn rồi rất là ngon. Mấy con ốc này mình không cần hấp lâu quá, hấp lâu nó sẽ teo thịt hết nha cả nhà. Hết cần hả Như? Cho em đi Như. Không mấy nước này mới ngon nè Như. Khăn đâu? Ngon quá cả nhà ơi. Đưa em đi. Bên cạnh này có chén nước chấm nè. Nè cả nhà. Có gần luôn phải không ạ? Gần. Có gừng nè, có tắc nè, có ớt, có muối nè cả nhà. Mình trước tiên có lá chanh luôn nè. Trước tiên mình làm cái ớt này là mình đâm trước, đâm với lại gừng phải không? Đâm gừng với lại ớt rồi lá chanh nè, sau đó mình bỏ muối vào. Và chấp miếng tắc vào nha cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Con gái mình không ăn cay được thì ra ăn với lại muối tiêu thôi nha. Còn con trai mình nó ăn rất là cay luôn nha. Này móc chặt cái đít mới được. Chặt cái đít lễ không có được. Ngon con. Chặt đít nó đổ không? Ngon, con nói ngon. Không chặt cái đít nó già ở đầu không? Mấy con này nó không có trứng ha. Có, nãy có con gì, có con ở dưới nó. Có con à? Bỏ cục đen vô. Cục đen. Như lấy da hết thì bỏ cục đen dưới nha con. Ngắt bỏ đằng sau đít đó con. Tại nó có mấy ốc con nữa. Cái này là... Wow, bự quá. Cái cô bán ốc này nói thấy cái này là đi theo mùa hả? Có trứng rồi. Đúng rồi. Hồi nãy trước khi mình mua hỏi ốc to quá. Có trứng không? Cô nói là ốc này đi theo mùa thôi. Không phải luôn luôn lúc nào cũng có trứng hết á. Ngon ha. Ngon quá cả nhà ơi. Cái nước này mình húp rất là ngon nè. Rồi. Đây, mình bỏ sao đít nè. Đây. Mình đi lấy đầu thôi ăn. Mời các bạn nha. Ngon quá bạn ơi. Rất là ngọt luôn. Giờ thơm mùi xả nữa.
Nãy còn cái đồng nữa. Thôi mình mến chúc tất cả các bạn nha. Thì lời đầu tiên mình chúc cho cả nhà có một ngày đầu tuần được vui vẻ và thật nhiều niềm vui nha. Thành công nhất trong cuộc sống. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Chào tạm biệt.